Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Anh em một nhà. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm hiểu về phần luyện tập và phần viết của bài Bên ô cửa đá. Bây giờ, cô mời các con cùng bước vào bài học mới. Nội dung đầu tiên của bài học đó chính là dựa vào nội dung bài thơ Bên ô cửa đá, em hãy đặt câu nói về cảnh thiên nhiên buổi sáng ở Bản Mông. Vậy là trong bài thơ Bên ô cửa đá mà chúng ta đi tìm hiểu ở video trước, các con không chỉ được biết thêm về cuộc sống của Bản Mông mà còn thấy được những vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi đây. Vậy bây giờ, các con hãy đặt một câu kể và một câu cảm để nói về cảnh thiên nhiên buổi sáng ở Bản Mông. Với câu kể, các con có thể kể, tả, giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh vật nơi đây. Còn với câu cảm thì các con sẽ bộc lộ cảm xúc của mình về cảnh đẹp nhé. Chúng ta có thể đặt được một câu kể như sau. Ví dụ, cảnh thiên nhiên buổi sáng ở Bản Mông rất đẹp và thơ mộng. Như vậy, đây là một câu kể thuộc kiểu câu ai thế nào. Tiếp đến, ta có thể đặt được câu cảm như sau. Chao ôi, cảnh thiên nhiên buổi sáng ở Bản Mông mới đẹp và thơ mộng làm sao. Vậy là với câu kể này, nếu như chúng ta thêm một số từ ngữ bộc lộ cảm xúc như là chao ôi và làm sao vào, đồng thời kết câu bằng dấu chấm than thì nó đã trở thành một câu cảm rồi đấy. Sau khi các con đã đặt được câu kể và câu cảm theo yêu cầu của đề bài, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi viết tên các dân tộc được nêu ở phần chia sẻ trang 45. Khi bắt đầu bài học trước, cô đã giới thiệu với các con tên của rất nhiều những dân tộc Việt Nam trong phần chia sẻ. Bây giờ cô sẽ nêu lại tên của các dân tộc ấy như sau. Bây giờ, nhiệm vụ của các con là hãy dừng video lại một lát và viết tên các dân tộc này vào trong vở của mình nhé. Các con lưu ý khi viết tên các dân tộc Việt Nam thì chúng ta có hai cách viết như sau. Thứ nhất đó là viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết. Và thứ hai đó là đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng thì viết hoa chữ cái đầu và có gạch nối giữa các âm tiết. Với cách viết thứ hai này thì ở đây chúng ta có ví dụ về tên của hai dân tộc đó là Ba Na và Ê Đê. Vậy các con hãy ghi nhớ một số cách viết này để viết cho thật chính xác nhé. Sau khi đã viết được câu theo yêu cầu của đề bài và tên của các dân tộc, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần viết. Trong phần viết ngày hôm nay các con sẽ cần chọn một trong hai đề như sau. Đề 1, viết đoạn văn tả hình dáng, điệu bộ của 1 đến 2 nhân vật trong tranh minh họa câu chuyện Rừng gỗ quý ở trang 48 của sách giáo khoa. Đề 2 là viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã đọc hoặc bộ phim em đã xem. Trong hai đề này thì cô sẽ chọn ra đề 1 để hướng dẫn các con cách viết nhé. Với đề 1, cô có các gợi ý cho các con như sau. Để có thể viết được đề bài này, chúng ta cần tìm ý cho bài viết bằng cách trả lời 3 câu hỏi. Đó là em chọn nhân vật hay những nhân vật nào? B là nhân vật hay các nhân vật đó đang làm gì? Và C là nét mặt, cử chỉ, dáng điệu của nhân vật hay các nhân vật đó thế nào? Ở đây thì cô sẽ mang lại cho các con 4 bức tranh minh họa của truyện Rừng gỗ quý. Trong 4 bức tranh này thì cô sẽ chọn ra bức tranh số 2 và bây giờ ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách viết một đoạn văn tả về hình dáng điệu bộ của nhân vật này ở trong bức tranh minh họa số 2 nhé. Vậy các con hãy cho cô biết nhân vật ở trong bức tranh minh họa số 2 này là nhân vật nào? Rất chính xác, ứng với bức tranh số 2 này thì nhân vật mà chúng ta chọn chính là nhân vật ông lão. Vậy các con hãy tiếp tục trả lời cho cô câu hỏi thứ hai. Trong bức tranh này, nhân vật ông lão đang làm gì?
đúng rồi, trong bức tranh này thì nhân vật ông lão đang tò mò mở nắp chiếc hộp thứ nhất ra, khiến cho bao cột gỗ, ván gỗ trôi cả xuống suối. Vậy các con lại tiếp tục dựa vào hình ảnh minh họa này và cho cô biết là trong hoàn cảnh như thế thì nét mặt, cử chỉ hay là dáng điệu của nhân vật ông lão như thế nào? À đúng rồi, với một hoàn cảnh rất là bất ngờ như thế thì ông lão hoang mang, hốt hoảng khi thấy gỗ rơi hết xuống suối và ông vội đưa tay ra đỡ nhưng mà không kịp. Vậy là qua việc trả lời 3 câu hỏi gợi ý thì chúng ta đã có được các ý chính cho bài viết đoạn văn tả hình dáng điệu bộ của nhân vật ông lão trong bức tranh minh họa này. Bây giờ các con hãy cùng cô đi hoàn thiện một đoạn văn hoàn chỉnh nhé! Từ các ý chính mà chúng ta vừa cùng nhau đi tìm được, cô có thể viết một đoạn văn như sau. Đó là: trong truyện Rừng gỗ quý, em ấn tượng nhất với hình ảnh của nhân vật ông lão ở bức tranh minh họa số 2. Trong câu văn đầu tiên của đoạn văn này thì các con đã giới thiệu được các con đang viết đoạn văn tả về hình dáng điệu bộ của nhân vật nào và ở trong bức tranh nào. Tiếp theo, bức tranh này đã diễn tả lại sự việc ông tò mò mở nắp chiếc hộp thứ nhất ra, khiến cho bao cột gỗ, ván gỗ trôi cả xuống suối. Sự việc này đến quá bất ngờ, khiến cho gương mặt ông lộ rõ nét hoang mang, hốt hoảng, không thể tin được rằng bên trong chiếc hộp nhỏ lại có nhiều thứ quý giá như vậy. Trong câu văn này thì các con đã đi tả lại nét mặt của ông lão. Tiếp đến, chắc hẳn sau đó ông lão vội đưa tay ra đỡ nhưng không kịp nữa. Trong câu văn này chúng ta tả lại điệu bộ của nhân vật. Và cuối cùng, bức tranh minh họa của sách thật đẹp, nhờ nó mà em có thể hình dung được rõ ràng hơn về cử chỉ, điệu bộ của các nhân vật trong truyện. Với câu văn này thì chúng ta đã kết lại đoạn văn của mình. Vậy là qua gợi ý của cô thì các con đã có thể tả lại hình dáng điệu bộ của nhân vật ông lão trong bức tranh minh họa số 2 của câu chuyện Rừng gỗ quý rồi đúng không nào? Các con có thể dựa vào những gợi ý này để viết một đoạn văn khác tả về hình dáng điệu bộ của nhân vật khác ở trong câu chuyện này nhé! Bây giờ thì cô sẽ gợi ý cho các con một số ý sơ lược về cách viết đề bài số 2, là viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã đọc hoặc bộ phim em đã xem. Với đề bài này thì chắc hẳn mỗi bạn sẽ lại chọn ra được một nhân vật ở trong một câu chuyện hay một bộ phim khác nhau. Nhưng để viết được thì các con có thể tìm ý cho bài viết của mình bằng cách trả lời những câu hỏi gợi ý như sau. Thứ nhất, tên truyện hay phim đó là gì? Các con thích nhân vật nào trong phim hay truyện đó? Và tiếp theo là trả lời được câu hỏi, nhân vật ấy có đặc điểm hoặc hoạt động gì khiến cho các con yêu thích? Ở phần đặc điểm này thì các con có thể viết về vẻ đẹp ngoại hình này, hoặc là tính cách, phẩm chất, hành động của nhân vật. Cô hy vọng qua những gợi ý của cô thì các con sẽ có thể viết được một đoạn văn hoàn chỉnh nhất cho mình nhé. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.